Xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với video của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Thì ngày hôm nay em đang có mặt tại phòng mổ để quay cho tất cả mọi người cùng xem về trường hợp, đó chính là phẫu thuật hàm móm kết hợp với chỉnh trục hàm lệch mọi người nhé. Và chính xác hơn, cụ thể hơn về trường hợp khách hàng ngày hôm nay như thế nào thì mình sẽ cùng với em nhận xét một chút xíu về hình ảnh trước khi phẫu thuật là như thế nào mọi người ha. Thì em xin mời mọi người cùng xem hình ảnh giúp em ha. Thì mình khi mà nhìn vào đó thì mình có thể nhìn thấy rất là rõ ràng về cái trường hợp hàm dưới của chị phát triển rất là mạnh cũng như là nó bị nghiêng qua một bên. Trường hợp ngày hôm nay là trục hàm lệch mà lệch hẳn qua một bên luôn mọi người nhé. Trường hợp của chị rất là nặng luôn, được bác sĩ đánh giá rất là nặng, và cái trục gương mặt của chị đó thì nó lệch hẳn qua một bên, ảnh hưởng đến cái mũi nó cũng bị lệch nghiêng qua một bên luôn mọi người thấy không? Thì đây là hình ảnh chính diện, còn đây là hình ảnh góc nghiêng, thì mình có thể thấy cái phần hàm dưới phát triển rất là mạnh đây. Mình sẽ gọi đây là bị hàm móm mọi người nhé. Và đây là còn bị hàm lệch qua một bên nữa. Thì phương pháp ngày hôm nay đó chính là phẫu thuật hàm móm kết hợp với chỉnh trục hàm lệch. Thì thời gian thực hiện mất khoảng 2 tiếng của mọi người thôi. Mình sẽ gây mê ở lại bệnh viện một đêm. Qua ngày hôm sau thì bác sĩ sẽ khám lại tổng quát tất cả các sức khỏe của mọi người cũng như là tình trạng hàm của mình như thế nào trước khi mình trở về nhà nghỉ ngơi mọi người ha. Và 7 ngày mình quay lại cắt chỉ theo lịch hẹn của bác sĩ, thì khi đó mình đã hoàn tất quá trình điều trị tại bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc rồi. Thì không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, em xin mời mọi người cùng với em xem kết quả ngay sau khi phẫu thuật tại bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc mọi người nha. Và đây là kết quả sau 2 tiếng phẫu thuật hàm móm kết hợp với chỉnh trục hàm lệch tại bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Thì mọi người có thể thấy đây là cái phần hàm đây. Hàm dưới của chị đã không còn tình trạng bị đưa ra ngoài nữa rồi. Và cái trục hàm đã được cân chỉnh về vị trí chính giữa, thẳng với trục gương mặt. Đây mọi người ha. Thì mất khoảng 2 tiếng thôi, thời gian nghỉ ngơi cũng không cần phải nghỉ ngơi gì nhiều. Trong một tháng đầu thì mình sẽ ăn uống, mình sẽ kiêng cái phần thức ăn quá cứng trong thời gian đầu thôi. Ngoài ra thì mình sẽ không kiêng hải sản gì hết như là những cái phẫu thuật ở bên ngoài mọi người nha. Và mình sẽ cùng với em xem về cái khớp cắn bên trong. Đây mình có thể thấy nè, khớp cắn rất là đều luôn, rất là đẹp luôn. Trường hợp ngày hôm nay là mình sẽ là niềng răng kết hợp để mà mình có được một cái khớp cắn ổn định hơn, giúp cho các cơ của mình nó quen với cái một cái vị trí mới thôi mọi người nha. Và thời gian nó sẽ khác nhau, mỗi tình trạng nó sẽ khác nhau, và nó sẽ dao động khoảng từ 6 tháng đến 1 năm tùy theo cơ địa mỗi người, tình trạng mỗi người mà mình phải cần được bác sĩ đánh giá. Thì mọi người có thể thấy đây nè, cái khớp cắn rất là đẹp. Đây là trường hợp khách hàng trước khi phẫu thuật thì có một cái khớp cắn nè, nó bị lệch hẳn qua một bên. Và khớp cắn nó không có khớp lại với nhau thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái quá trình ăn nhai, ảnh hưởng đến thẩm mỹ nè và thể chất của mình nữa mọi người nha. Thì chi phí phẫu thuật hàm móm nó sẽ dao động khoảng từ 100 triệu. Và trường hợp ngày hôm nay là phẫu thuật hàm móm kết hợp với chỉnh trục hàm lệch nữa thì chi phí nó sẽ là khoảng 100 triệu mọi người nha. Và giá em báo là giá niêm yết tại bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc có trên website luôn. Thì mọi người có thể tìm hiểu thêm trên website của bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Và hiện tại thì chương trình khuyến mãi nó sẽ là khoảng 15% mọi người nha. Và nó sẽ tùy theo mỗi cái thời điểm thì nó sẽ có một cái chương trình khác nhau. Thì mọi người để mà mình đặt lịch hẹn đến gặp bác sĩ tư vấn đánh giá trực tiếp tình trạng của mình thì mình cần phải đặt lịch hẹn trước nha. Để mà mình chủ động hơn cũng như là bác sĩ cũng sẽ chủ động hơn trong việc thời gian mà có thể là tiếp đón cũng như là tư vấn mình một cách tận tình hơn, tận tình nhất. Thì mình sẽ gọi đến hotline của bệnh viện, đó chính là 0968681111, hoặc là mình inbox trực tiếp vào một tin nhắn của bệnh viện ha. Và thời gian thì em cũng đã báo rồi thì nó sẽ khoảng 2 tiếng mọi người nha. 2 tiếng cho ca phẫu thuật hàm móm chỉnh trục hàm lệch, và mình sẽ là gây mê. Và khi ăn nhai bình thường thì chắc hẳn là mọi người rất là quan tâm về cái vấn đề phẫu thuật hàm như vậy thì cái việc ăn nhai có ảnh hưởng gì hay không. Thì mình chỉ cần ăn uống thức ăn nhẹ, thức ăn mềm, ăn cháo uống sữa trong khoảng vài tuần đầu, 2 đến 3 tuần đầu thôi. Phẫu thuật hàm móm nhìn nghe là cắt xương hàm vậy thôi chứ thật sự cũng rất là đơn giản thôi mọi người ha. Mình sẽ tập ăn cơm sau khoảng 3 tuần, 4 tuần tùy theo cơ địa thể trạng của mỗi người thôi ha. Và để mà theo dõi nhiều hơn video của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc thì mọi người giúp em là mình đăng ký kênh ở cái nút subscribe bên dưới mọi người nha. Xin cảm ơn, còn bây giờ thì em xin phép kết thúc cái video này tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng quan tâm theo dõi ạ.